Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái cách tạo ra những cái đối tượng cơ bản ban đầu ở trong Corel. Một bản vẽ thì có thể là nó rất là đơn giản hoặc là nó cũng rất là phức tạp. Thế tuy nhiên là chúng ta bao giờ cũng phải đi từ những bước đơn giản đã, nắm được tất cả những thứ đơn giản rồi chúng ta sẽ làm phức tạp, mọi thứ dần dần lên. Thì những cái hình cơ bản đấy là những thứ mà chúng ta sẽ tiếp xúc đầu tiên. Thì trong Corel thì cung cấp cho chúng ta những cái công cụ để vẽ hình cơ bản, bao gồm có công cụ vẽ hình chữ nhật, rectangle, phím tắt của nó là F6, vẽ hình ellipse, phím tắt là F7, vẽ đa giác, phím tắt là y dài. Đó. Ngoài ra còn bổ sung thêm một số thứ, ví dụ như là hình ngôi sao, hình ngôi sao phức hợp. Đó. Thì đấy là những cái công cụ đầu tiên mà chúng ta sẽ làm quen. Trước hết là đối với công cụ vẽ hình chữ nhật thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn công cụ, hoặc là các bạn chọn trực tiếp ở trong hộp, hoặc là các bạn nhấn phím tắt của nó, sau đó thì đưa vào trang làm việc và các bạn nhấp giữ chuột. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo nó đi một cái đoạn dài, ngắn, cao, thấp, rộng, hẹp bao nhiêu thì đấy là tùy vào nhu cầu của các bạn. Và quan sát trên thực tế để nhìn thấy cái khung đen đen này như thế nào thì sau đó chúng ta buông chuột ra thì nó sẽ tạo ra đúng một cái hình như thế. Sau khi mà chúng ta nhảy chuột ra thì chúng ta có thể quan sát được một số thứ. Ví dụ đây là kích thước của, đây là tọa độ của cái đối tượng so với cái tọa độ gốc. Thứ hai là kích thước của nó, chiều rộng, chiều ngang là bao nhiêu. Và khi chúng ta buông chuột ra thì nó coi đây là đối tượng nguyên bản ban đầu và nó tính toán tỷ lệ bây giờ đang là 100%. Sau này nếu chúng ta thu phóng thì nó cũng sẽ thông báo cho chúng ta là cái hiện trạng lúc đó là nó bằng bao nhiêu phần trăm so với lại cái hình gốc ban đầu chúng ta vừa vẽ ra. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái trường, nó gọi là trường angle rotation. Cái này là không phải dành riêng cho hình chữ nhật đâu, mà nó sẽ dành cho tất cả mọi đối tượng hoặc mọi hình hài mà chúng ta vẽ ra. Sau khi chọn muốn quay nó đi bao nhiêu độ thì chúng ta có thể nhập một cách chính xác cái độ vào đây và nhấn enter để bắt nó quay. Tuy nhiên nếu mà nói về các tham số hoặc các thuộc tính của cái hình chữ nhật mà chúng ta vừa mới vẽ này thì lưu ý nó chỉ có cái điểm đặc biệt này thôi, đó là nó quản lý các cái tham số và các cái điều hành các cái góc của hình chữ nhật. Mặc định ban đầu thì cái hình chữ nhật của chúng ta là 4 góc vuông đấy, nhưng chúng ta có thể là xử lý cái góc đó không phải vuông nữa và chúng ta có 3 cái biến thể là vê tròn cái góc này, cắt lõm góc tròn vào bên trong này và vạt chéo góc. Ở đây chúng ta thấy 4 cái ô tương ứng với 4 góc của cái hình chữ nhật này, giả về gốc nha. Và chúng ta sẽ thấy là hiện tại đang là 0, có nghĩa là nó vẫn chưa bị điều chỉnh gì và nó vẫn đang là góc vuông. Ở giữa 4 góc này thì có một cái khóa và hiện tại đang được khóa lại. Do đó thì chúng ta chỉ cần chỉnh một góc thôi thì 4 góc đều bị chỉnh theo một góc. Ví dụ tôi có một tham số vào đây, nhấn enter thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đang về tròn cái góc của hình chữ nhật này và chỉnh có góc trên bên trái của hình chữ nhật thôi, nhưng mà tất cả các góc còn lại sẽ bị điều chỉnh theo. Tuy nhiên nếu như mà tôi tháo cái khóa này ra thì sao? Tôi tháo cái khóa này ra thì tôi có thể điều chỉnh riêng một góc và không ảnh hưởng đến góc còn lại. Đấy. Và ngoài cái kiểu là vê góc tròn như thế này thì tôi có góc cắt lõm vào trong hoặc là góc vắt xiên. Và như vậy là tôi có thể là thứ nhất là điều chỉnh riêng từng góc. Đấy. Và điều chỉnh với các tham số khác nhau. Tuy nhiên các bạn lưu ý một điều giúp tôi là trong một thời điểm tôi chỉ có thể xử lý một cái trạng thái này thôi, hoặc là vê tròn lồi ra ngoài, hoặc là cắt lõm vào trong, hoặc là cắt vắt chéo, chứ không thể nào vừa làm góc lồi lại góc vát hoặc là góc lõm mỗi góc này là theo một kiểu thì nó không làm được như thế. Nó đồng bộ các góc trong một thời điểm, tròn thì tròn cùng, lõm thì lõm cùng và vát thì vát cùng, thế thôi. Còn tham số thì có thể khác nhau. Thì đối với cái hình chữ nhật thì chúng ta chỉ có mấy cái điểm đặc biệt lưu ý như thế thôi. Thế còn trong quá trình mà vẽ, nếu như mà chúng ta nhấn giữ phím Ctrl trong lúc mà chúng ta vẽ
thì chúng ta sẽ có một hình chữ nhật đặc biệt bốn cạnh bằng nhau, và lúc đấy thì nó sẽ là thành hình vuông. Đấy. Thế thì Corel lại cung cấp cho chúng ta thêm một cái công cụ nữa, đó là công cụ Tripoint Rectangle. Công cụ này thì nó sẽ giúp chúng ta cũng vẽ ra hình chữ nhật, nhưng vẽ theo một cái cách thức hơi khác, tức là xác nhận 3 điểm thôi. Xác nhận 3 điểm để tạo ra một hình chữ nhật thì nó xác định như thế nào? Các bạn quan sát thao tác. Sau khi tôi chọn cái công cụ Tripoint Rectangle này và tôi bắt đầu nhấp chuột tôi vẽ, thì tôi giữ chuột này và tôi kéo một đường, có thể thẳng, có thể ngang, có thể chéo, tùy yêu cầu. Đó. Sau đó thì tôi xác nhận thêm là nó dài bao nhiêu. Chiều dài đã được rồi, thì tôi đã xác định được một điểm là điểm nhấp chuột đầu tiên, điểm thứ hai là điểm tôi nhả chuột, và điểm thứ ba sẽ là gì đấy ạ? Tôi kéo để xác nhận tiếp cái chiều còn lại. Thế thì thứ nhất là cách xác nhận một hình chữ nhật ở đây thì nó hơi khác. Đấy là xác nhận bằng 3 điểm. Đấy. Thì đây là tư duy hơi khác. Và cái điều đặc biệt thứ hai là nó cho phép chúng ta vẽ luôn một cái hình mà nó có một cái góc. Đấy. Trước đấy thì tất cả các hình đều phải vẽ theo nguyên tắc cũ là gì ạ? Vẽ ra theo chiều ngang vuông thành xác cạnh như thế này. Đó. Sau đó muốn xoay một góc bao nhiêu độ thì chúng ta phải gõ vào đây để chúng ta xoay nó đi, hoặc là thao tác trực tiếp thủ công. Thế nhưng mà như thế là chúng ta phải qua hai bước thì chúng ta mới có được một cái hình có cái độ nghiêng như thế này, độ xoay như thế này. Nhưng mà với cái công cụ này thì tôi có thể vẽ trực tiếp ngay một cái đối tượng nó xoay chéo như thế nào luôn. Đấy. Thì nó sẽ bớt được cái thao tác. Thế đấy là những gì mà chúng ta cần nắm được với lại cái công cụ vẽ hình chữ nhật. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và tất nhiên nó vẫn tuân thủ rất chặt chẽ theo nguyên tắc là mọi hình vẽ ra chỉ có đường viền màu đen mà không có bề mặt. Sau đó muốn tô cái gì thì chúng ta tô xong. Tiếp tục đến công cụ thứ hai là công cụ Elif. Công cụ Elif thì phím tắt của nó là F7. Và thao tác vẽ cũng không khác gì mấy so với hình chữ nhật. Cũng nhấp giữ chuột, kéo một đường dài, ngắn, rộng, hẹp, cao, thấp, béo, gầy khác nhau tùy theo nhu cầu. Đấy. Nếu trong quá trình vẽ mà giữ phím Ctrl thì chúng ta sẽ có hình Elif với hai đường kính bằng nhau, sẽ là hình tròn. Thế thì các thuộc tính cần phải lưu ý của cái này gồm có 3 biến thể. Một là Elif, là một cái hình Elif hoàn chỉnh, hiểu không? 360 độ đầy đủ. Trường hợp thứ hai, khi tôi bấm vào cái biểu tượng này thì tôi sẽ có file. Cái này giống như là một cái bánh pizza bị cắt đi một miếng, hai miếng gì đấy rồi. Đó. Và trường hợp thứ ba là arc, thì nó không phải là một cái hình khép kín nữa, mà nó chỉ là một cái dây cung tròn như thế này thôi. Nó là một đường hở, không có bề mặt. Các bạn có thể dễ dàng chuyển qua chuyển lại giữa ba trạng thái này bằng cách bấm vào các biểu tượng tương ứng ở trên thanh property. Và trong hai trường hợp pi hoặc là arc này thì chúng ta sẽ lại tắt, chúng ta phải thao tác với lại một trong hai cái điểm là điểm bắt đầu và điểm cuối của cái arc hoặc là pi bằng cách thay đổi các tham số này. Thì tôi có thể điều chỉnh được cái điểm bắt đầu và điểm cuối của cái đường này nó nằm ở tọa độ bao nhiêu, tham số bao nhiêu. 360 độ là vừa khép kín một vòng tròn. Thế còn bây giờ tôi thay đổi cái độ mà bắt đầu và cuối thì chúng ta sẽ có được cái sự thay đổi của cái này. Đây, ví dụ 180 độ. Đó. 180 độ thì nó lại sẽ lại có cái hình hài như thế này. Và muốn lấy cái phần đối diện thì chúng ta có thể bấm vào cái change direction thì nó sẽ cho chúng ta lấy cái phần còn lại. Đó. Thì đấy là những cái đặc điểm của cái hình elip. Bây giờ chúng ta xem sang trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì cái công cụ là Tripoint Elif thì thao tác nó cũng gần là ná giống như là hình chữ nhật thôi. Cứ vẽ một đường đi đã. Đây sẽ là một gì ạ? Một đường kính của hình elip. Sau khi tôi nhả chuột ra thì tôi xác nhận được một đường kính rồi, và lúc này tôi sẽ kéo để xác định tiếp là cái đường kính thứ hai nó như thế nào. Đấy. Và đến lúc mà cảm thấy hài lòng rồi, kích chuột một cái thì chúng ta sẽ có được cái hình elip mà có cái độ nghiêng luôn rồi, chúng ta không phải chỉnh, chúng ta không phải xoay nữa.
Đấy là hình ellipse này với hai công cụ khác nhau, hai tư duy làm việc khác nhau. Thế còn công cụ tiếp theo đó là công cụ polygon. Công cụ polygon thì nó sẽ giúp chúng ta là vẽ ra các hình đa giác. Mặc định của chương trình thì các bạn nhìn lên trên thanh property, các bạn sẽ thấy là có một cái trường là point or size thì nó đang để sẵn con số là 6 ở đó. Nếu bây giờ mà tôi vẽ thì nó sẽ tạo ra một hình gì đấy ạ, một hình lục lăng đúng không? Có thể là dài ngắn rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên nếu như các bạn trong quá trình mà vẽ mà nhấn giữ phím control thì nó sẽ là thành lục giác đều. Cái này thì vẽ ra thì vẽ vậy thôi. Nếu các bạn muốn thay đổi sau khi vẽ ra thì vẫn được, miễn là các bạn đang chọn cái đối tượng đó. Sau đó thì lên trên trường point or size này bằng cách bấm phím mũi tên xuống dưới hoặc là lên trên thì chúng ta sẽ tăng hoặc giảm cái số cạnh hoặc là số đỉnh của cái đa giác này. Tất nhiên là minimum thì chúng ta sẽ có con số là 3 và lúc này thì đa giác của chúng ta là hình tam giác, còn maximum thì là vô tận, các bạn có thể kéo lên bao nhiêu cũng được, nhưng mà thực ra kéo lên vài chục thì nó đã trông ná ná ra hình tròn rồi. Thế cái này thì cũng không có cái gì phải nói nhiều, chúng ta chỉ có quan tâm tới cái việc là điều chỉnh cái tham số point or size như thế nào để chúng ta thiết lập cái số cạnh hoặc là số đỉnh của cái hình đa giác thôi. Sau công cụ này thì sẽ đến một công cụ nữa, nó có tên là công cụ star. Nghe tên thì chắc chắn là chúng ta hình dung là nó giúp chúng ta vẽ ra hình ngôi sao rồi. Đấy, cũng có thể là vẽ dài ngắn rộng hẹp khác nhau tùy theo tay kéo. Còn muốn cân muốn đều thì các bạn nhấn giữ phím control, chúng ta sẽ có một ngôi sao như thế này. Tuy nhiên là ngôi sao thì nó có cái sự điều chỉnh phức tạp hơn. Đấy, so với đa giác, đa giác thì chúng ta chỉ có một chiều, nó gọi là point or size thôi, một tham số để điều chỉnh là point or size. Nhưng ngôi sao thì nó có hai tham số, một tham số là point or size và một cái tham số nữa nó gọi là sharpness. Point or size thì rõ ràng rồi, rất dễ tính, đó là số đỉnh đúng không, hay là số cánh của ngôi sao. Bằng cách là gia giảm các tham số này thì chúng ta sẽ có những ngôi sao nhiều cánh hơn là 5 cánh mặc định. Còn nếu mà chúng ta lui về đến kịch cùng thì chúng ta sẽ có một cái hình sao 3 cánh trông giống như là cái tâm của cái logo Mercedes như thế này. Thế thì cái Shamish này thì nó tác động tới cái gì? Shamish mặc định chương trình nó đang để ở cái tham số là 53 và nó sẽ tạo ra cái điểm thấp của cái ngôi sao như thế này. Nếu như tôi tăng lên hoặc tôi giảm đi, ví dụ tôi cho là 13, thì cái điểm sharpness này nó sẽ mở ra phía ngoài và chúng ta sẽ có một cái ngôi sao mọc ú như thế này. Nhưng ngược lại, nếu mà tôi tăng nó lên đó, thì chúng ta sẽ có gì đấy ạ, thu vào đó. Con số càng lớn thì nó là sao, càng thu vào trong và chúng ta sẽ có cái sao gầy như thế này. Thì cái tham số sharpness trong trường hợp này là nó sẽ thấp cái ngôi sao vào phía trong hay là đẩy ra phía ngoài để tạo ra sao béo hay sao gầy. Thì ngôi sao thì có mấy cái như thế thôi. Bây giờ chúng ta xem tiếp một trường hợp nữa, trường hợp này thì nó phức tạp hơn, đó là cái complex star. Complex star thì nó sẽ cũng vẽ ra một hình ngôi sao nhưng hơi khác so với cái ngôi sao dạng star mà chúng ta vừa giới thiệu vừa nãy. Đây, chúng ta sẽ thấy nó có điểm khác biệt như sau, đều là 5 cánh đó. Nhưng ví dụ khi tôi tô màu, tôi sẽ thấy là một cái thì tô kín diện tích, một cái thì có một phần hở ra. Cái hở nó gọi là complex star. Và nó cũng có một cái điểm đặc biệt là những tham số gốc nó cũng có những cái sự khác biệt. Ví dụ như là đối với ngôi sao star thì tôi có thể là thay đổi cái trường point or size minimum xuống thành gì đấy ạ, con số 3. Đấy. Nhưng thằng này thì mặc định của nó là 5 rồi,
không thể nào làm dưới 5 lần. Đấy, tham số đấy đầu tiên chúng ta đã thấy khác về cái số lượng cánh có thể có đó. Trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là ở đây chúng ta cũng thấy có hai trường là coil size và sharpness, nhưng mà ở cái tham số minimum 5 này thì chúng ta sẽ không có can thiệp được vào sharpness. Nó cho như thế nào thì chúng ta được dùng như thế thôi. Bây giờ tôi tăng lên 6 nhá, cũng vẫn bị mặc định, không thay đổi được. Nhưng nếu tôi tăng lên 7, bắt đầu trường này được kích hoạt, có nghĩa là tôi có thể là gì đấy, tăng giảm tham số sharpness này rồi. Và bây giờ tôi sẽ thử nghiệm bằng cách là để một cái ở gốc và một cái tăng lên, thì tôi sẽ thấy cái điểm khác nhau như thế này. Số lượng cánh thì không khác gì nhau cả, đều là 7 cánh đó. Nhưng mà cái sự dày mỏng, cái sự đan xen giữa các cái vùng kín và vùng hở này thì nó sẽ có cái sự khác biệt. Nếu như tôi lại tăng giảm thêm, ví dụ đây, bây giờ đang là 7 đúng không, 8 chưa có gì, 9 thì tôi có thể lại gì đấy ạ, tăng thêm được nữa. Đây, ví dụ tăng lên 3, số lượng cánh vẫn thế nhưng cái sự đan xen của nó thì nó lại khác đi. Do đó thì riêng với Complex Star thì chúng ta đặc biệt chú ý tới cái số lượng cánh và cái tham số sharpness. Đấy, số lượng cánh thì có thể giống nhau nhưng sharpness thay đổi thì nó sẽ làm cho chúng ta có những nhận thức khác biệt, thay đổi về những cái hình Complex Star đó. Thì như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu nhanh về một số các cái công cụ vẽ hình cơ bản. Đấy, gần như là chúng ta vẽ một cái là ra hình ngay. Đấy, và nó đều có những cái thuộc tính tương đối là đặc biệt của riêng cái dạng đối tượng đó. Thế còn là thao tác thì chúng ta vừa mới thấy là để tô màu thì tôi chỉ cần là đưa trỏ chuột vào, bấm một cái màu tôi thích, thế thôi, thì tôi sẽ tô được màu bề mặt. Thế đấy là vài cái khái niệm về hình cơ bản. Các bạn có thể là dành 1 phút, 2 phút gì đó giả lại hết xem có còn thắc mắc gì về cái đấy nữa không. Không có thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp những khái niệm tiếp theo.